Mỹ vạch kế sách Ukraine nói chặn đà tiến công của Nga ở Kharkov Mỹ lo ngại trước đà tiến công của Nga, Ukraine có thể nhận thất bại hoàn toàn Nhiều quốc gia đặt mua hệ thống Erao của Israel sau khi hạ gục hàng trăm tên lửa Iran Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Bây giờ là phần tin chi tiết. Reuters dẫn tuyên bố của quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Kiev vẫn tiếp tục chiến đấu ở khu vực phía bắc thành phố Volchansk thuộc vùng Kharkov, đông bắc đất nước và tình hình hiện đã được kiểm soát. Một phát ngôn viên của quân đội Ukraine nói: "Tình hình ở Kharkov vẫn phức tạp nhưng đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã phần nào ổn định được tình hình. Cuộc tiến công của đối phương ở một số khu vực địa phương đã bị ngăn chặn." Theo nhà chức trách Ukraine, các lực lượng Moscow luôn cố gắng tạo điều kiện cho những bước tiến mới trong khi binh sĩ Kyiv đang nỗ lực ổn định tình hình, gây thiệt hại và ngăn chặn đối phương giành quyền kiểm soát thêm lãnh thổ. Trước đó, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi đồng minh hành động táo bạo và can đảm để viện trợ vũ khí và đạn dược phòng không cho nước này. Ông kêu gọi đồng minh hỗ trợ Ukraine tích cực như đã hiệp đồng bảo vệ Israel. Trong trường hợp các nước đối tác không thể hành động như cách họ đã làm với Israel, Ukraine chỉ cần các nước đối tác cung cấp những gì chúng tôi đang cần. Phần việc còn lại chúng tôi sẽ tự lo liệu. Ông Kuleba nói, phòng không Ukraine không chỉ bảo vệ vùng trời Ukraine khỏi những kinh hoàng từ trên không do Nga gieo rắc. Chúng tôi còn đang là lá chắn cho các nước láng giềng như Moldova, Romania và Ba Lan, ngăn chặn mối đe dọa rõ rệt vì tên lửa và máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận. Trong khi đó, Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Vyacheslav Volodin khuyến cáo, Ukraine đang lôi kéo Mỹ và châu Âu vào một cuộc xung đột lớn. Ông Volodin cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây nên tránh một thảm họa nghiêm trọng toàn cầu Hãng thông tấn Tass dẫn lời chủ tịch Duma Quốc gia nhấn mạnh, bất kỳ việc sử dụng vũ khí phương Tây nào chống lại các thành phố hòa bình của Nga sẽ dẫn đến việc Moscow sử dụng vũ khí mạnh hơn trả đũa nhằm bảo vệ người dân Nga. Trước đó, phát biểu sau buổi họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, chính quyền Tổng thống Biden mong muốn thể hiện sự ủng hộ liên tục đối với Ukraine sau khi những cản trở ở Quốc hội Mỹ đã khiến gói viện trợ bị chậm trễ nhiều tháng và làm suy yếu năng lực quân sự của Ukraine. Ngoại trưởng Blinken cho biết Tâm nhìn của chính quyền tổng thống Biden là giúp Ukraine củng cố năng lực quân sự, ngành sản xuất vũ khí và cả ngành công nghiệp nói chung để có cả nền quốc phòng và kinh tế mạnh mẽ hơn. Để thành công, ông Blinken cho hay, kế hoạch sẽ đòi hỏi những cải cách lớn liên tục để loại bỏ nạn tham nhũng trong chính phủ và quân đội Ukraine. Kyiv cũng phải mở cửa các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như năng lượng để có thể tăng tính cạnh tranh. Ngoài ra, Ukraine cũng phải đối mặt cuộc chiến trong nội bộ nước Mỹ, nơi các thành viên Đảng Cộng hòa ở Hạ viện tiếp tục đặt câu hỏi về chiến lược dài hạn và cơ hội thành công của Ukraine. Ông Blinken đã cố tìm cách trấn an người Ukraine rằng Mỹ vẫn sát cánh với họ. Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công ồ ạt theo kiểu binh chủng hợp thành với sự tham gia của máy bay, pháo binh, bộ binh và xe thiết giáp đánh vượt biên giới gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Phía Ukraine theo dõi sát sao tình hình và dồn quân về mặt trận này nhằm cố gắng chống đỡ những cuộc tấn công của Nga. Trước tình hình đó, Mỹ lo lắng cho Ukraine có thể bị thất bại hoàn toàn trong cuộc xung đột. Chỉ 18 tháng trước, các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã tranh luận về việc liệu lực lượng Nga ở Ukraine có thể sụp đổ và bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi Ukraine hay không. Giờ đây, sau nhiều tháng, Nga đạt được những bước tiến chậm chạp trên bộ và những bước nhảy vọt về công nghệ trong việc chống lại vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng lo ngại rằng Moscow đang thu thập đủ động lực để thay đổi quỹ đạo của cuộc chiến và có lẽ sẽ đảo ngược tình thế ảm đạm. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã mở một cuộc tấn công mới gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, buộc Kiev phải điều lực lượng từ các mặt trận khác đến chỉ viện. Điều này khiến phòng thủ của Ukraine vốn mong manh giờ càng bị kéo căng. Pháo binh và máy bay không người lái do Mỹ và NATO cung cấp đã bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa. Tuy được triển khai muộn, nhưng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã chứng tỏ được hiệu quả đáng kinh ngạc. Sự trì trệ viện trợ của phương Tây và Mỹ đã giúp Nga đạt được lợi thế lớn về pháo binh trước Ukraine. Việc Ukraine thiếu hỏa lực phòng không cũng cho phép Nga sử dụng sức mạnh không quân của mình một cách dễ dàng hơn, tấn công các phòng tuyến của Ukraine bằng bom lượn. Hơn nữa, sự trì hoãn về việc thông qua luật huy động quân sự nhằm đưa thêm binh lính tới chiến trường khiến Ukraine hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng và đang chật vật trong việc huấn luyện cho các tân binh. Dù vậy, Michael Kaufman, một chuyên gia tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế tại Washington nhận định, những lợi thế trên của Nga sẽ không kéo dài mãi và các lực lượng của Nga có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào mùa hè này. Năm 2024, quân đội Nga sở hữu lợi thế về trang bị cũng như sự chủ động chiến lược Mặc dù nó có lẽ không mang tính quyết định, năm nay chính là cơ hội cho Nga, nhưng nếu các lực lượng của Moscow đã không thể biến những lợi thế này thành thành quả trên chiến trường và tạo đà tiến công thì có khả năng cánh cửa cơ hội đó sẽ bắt đầu khép lại vào năm 2025. Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công ồ ạt theo kiểu binh chủng hợp thành với sự tham gia của máy bay, pháo binh, bộ binh và xe thiết giáp, đánh vượt biên giới gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine phía Ukraine theo dõi sát sao tình hình và dồn quân về mặt trận này nhằm cố gắng chống đỡ những cuộc tấn công của Nga. Cuộc tấn công quy mô lớn này của Moscow ở phía bắc khu vực Kharkov đã tạo ra những thay đổi đáng kể, thậm chí được coi là phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường, buộc Bộ Tổng Tham mưu Ukraine phải khẩn trương tăng cường lực lượng dự bị sang hướng này. Cuộc điều động này trở nên quan trọng đối với Ukraine vì nó không chỉ làm suy yếu khả năng phòng ngự của họ trên các khu vực khác mà còn tạo ra thêm các lỗ hổng giúp đối phương có thể tận dụng. Mới đây, tình hình ở phía đông Cha Sốp Gia lại trở nên tệ hơn. Sau một đợt pháo kích dữ dội, sư đoàn Dù 98 Ivanovo của Nga bước vào chiến đấu, chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương trong tiểu khu Kanan. Khói bụi dày đặc từ các vụ nổ đã ngăn cản phía Ukraine sử dụng hàng loạt UAV FPV. Kiev thông báo phản kích thành công nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào có vẻ như thời gian tạm dừng tấn công vào Chasovya đã kết thúc và giai đoạn thứ hai cuộc tấn công của Nga vào thành phố đã bắt đầu. Theo các nguồn tin Ukraine, lực lượng Moscow đã tiếp tục cuộc tấn công vào tiểu khu Kanan từ phía đông và cũng đang đột nhập vào tiểu khu Novi. Ngoài ra, có một mũi xung kích tiếp tục tiến công từ phía bắc dọc theo tuyến đường sắt. Một blogger nổi tiếng của Ukraine cho rằng Chasovya sẽ không thể cầm chân đối phương trong trung hạn nếu lực lượng Kiev không tìm được nguồn lực để ổn định mặt trận. Đây được xem là cách đánh nghi binh của Nga để căng kéo lực lượng của Ukraina. Giới phân tích quân sự cho rằng Nga không nhất thiết mở một mặt trận mới mà chỉ đang tìm cách hút bớt lực lượng Ukraina ra khỏi các mặt trận khác nơi quân Ukraina đã bị suy yếu và căng mỏng. Mick Ryan, một viên tướng Australia nghỉ hưu và đang làm nghiên cứu tại Viện Lowy có trụ sở ở Sydney, Australia nhận định có khả năng trong những tuần tới tình hình sẽ rất u ám đối với lục quân Ukraine ở miền Đông. Theo ông Ryan, mục đích các đợt tiến công hiện nay của Nga làm héo mòn nhuệ khí của phía Ukraine, bao gồm cả khối quân sự lẫn dân sự. Tướng Ryan nói thêm, nếu Ukraine quyết định giữ đất bằng mọi giá, họ sẽ mất thêm lính và quân đội của họ sẽ ngày càng nhỏ hơn. Thời điểm Nga tấn công vào Kharkov rất đáng lưu ý. Phía Ukraine đã bị căng mỏng về quân sự và nguồn lực trong các tháng gần đây. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng Nga tấn công vào Kharkov là để buộc Ukraine phải phân tán nguồn lực vào đó và không thể tập trung cho việc ngăn chặn các đợt tiến công của Nga ở miền đông Ukraine. Thị trấn Volchansk đã bị dội bom nặng nề kể từ khi Nga khởi động chiến dịch tiến công mới, sử dụng bom lượn, thứ vũ khí định hướng với sức công phá cực mạnh. Giới chức địa phương cho biết, đa phần cư dân của thị trấn, khoảng 17.000 người vào thời điểm trước xung đột, đã di tản hết. Hôm 15 tháng 5, Ông Oleksiy Nehubov, người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự tỉnh Kharkov do Ukraine kiểm soát, nói rằng gần 8.000 dân thường đã sơ tán khỏi các làng mạc, khu định cư trong tỉnh này. Những người sơ tán đó bao gồm dân làng ở vùng rìa của tỉnh Kharkov mà trong những ngày gần đây đã bị Nga pháo kích mỗi lúc một nhiều. Bà Kristina Habran, ủy viên hội đồng làng Lipsi, cách vùng rìa của Kharkov khoảng 16 km cho hay bà đã phải vội sơ tán nhanh dân thường trong các ngày gần đây do chiến sự đang lan đến rất gần. Bà Thanh chẳng có ai tưởng tượng được lại có một cuộc tấn công như vậy. Hầu hết những người sơ tán từ vành ngoài tỉnh Kharkov đã di chuyển vào trong thành phố Kharkov. Hy vọng thành phố lớn thứ hai này của Ukraine sẽ che chở tốt hơn cho họ. Tuy nhiên, bản thân thành phố này cũng trở thành một mục tiêu không kích của Nga trong vài tuần qua. Giới phân tích cho rằng, Nga đẩy mạnh đánh vào khu vực phía bắc của Kharkov là nhằm kiểm soát các vị trí như ngôi làng Lipsi để từ đó có thể rót đạn pháo dễ dàng vào thành phố Kharkov. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đánh vào mạng lưới nhà máy điện của đối phương ở tỉnh Kharkov và những vùng khác của Ukraine kể từ tháng 3, nhằm làm cho Ukraine mất điện trên diện rộng. Trên thực tế, Ukraine đã phải cắt điện luân phiên để thích ứng với tình hình mới. Lượng điện ở ngay cả thủ đô Kiev cũng bị giảm đáng kể. Trong bối cảnh ấy, giới chức Ukraine đã phải hối thúc các đồng minh phương Tây viện trợ khẩn cho họ hệ thống phòng không và đạn dược đi kèm để bắn hạ cả tên lửa và UAV Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã lặp lại yêu cầu đó trong một cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm 15 tháng 5. Cụ thể, ông Kuleba yêu cầu Mỹ giúp Ukraine có được thêm các tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Nga tính toán kỹ thời điểm cho cuộc tiến công của mình bắt đầu vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Hiện nay, Ukraine đang thiếu nhân lực, phải vật lộn để tuyển tân binh. Họ cũng khan hiếm đạn dược do những trì hoãn trong viện trợ của phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Kết thúc chuyến thăm Kiev mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 15 tháng 5 nói rằng Mỹ đang đẩy mạnh đưa đạn dược, xe thiết giáp, tên lửa và vũ khí phòng không ra tiền tuyến Ukraine. Ngoại trưởng Lincoln cho biết thêm, chính quyền Tổng thống Biden đã phân bổ 2 tỷ đô la Mỹ cho quân đội Ukraine. Phần lớn số tiền này sẽ đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine để giúp nước này tự sản xuất vũ khí trong dài hạn. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 5 cho biết quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng trọng điểm ở Rabotino ở vùng Zaporizhia theo bộ này, quân đội Nga giành được làng Rapotino trong một cuộc tấn công khiến lực lượng Ukraine mất một số binh sĩ và một khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất. Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc cánh quân Dniep đã kiểm soát hoàn toàn làng Rapotino ở tỉnh Zaporizhia, đồng thời loại khỏi vòng chiến nhiều binh sĩ và khí tài của Lữ đoàn Cơ giới số 65, Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 121 và Lữ đoàn 23 của Vệ binh Quốc gia Ukraine tại khu vực Malaya, tokmeka Nikopol và Zorotaya, Panka. Trong khi đó, quân đội Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng các lực lượng Nga đã nắm quyền kiểm soát làng Rapotino ở vùng Zaporizhia. Trung úy Sohi Skichik, người phát ngôn Lữ đoàn 65 Ukraine cho hay, trên thực tế quân đội Nga chỉ ở vùng ngoại ô, chúng tôi vẫn giữ vững vị trí trong làng và họ bị đánh bật mỗi ngày. Quân đội Nga hàng ngày đều quay lại và cố giành chỗ đứng. Cả chúng tôi lẫn quân đội Nga đều có lợi thế về hỏa lực tại Rapotino, song phần lớn ngôi làng vẫn thuộc về chúng tôi. Quân đội Ukraine cho biết thêm họ đã rút lui khỏi các khu vực ở Lukian và Vovchan gần Kharkov để bảo toàn tính mạng cho các quân nhân và tránh tổn thất. Ngoài ra, quân đội Nga đã đẩy lùi 10 đợt phản công của Ukraine tại Kubian thuộc Kharkov. Các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây đã cải thiện vị trí ở tiền tuyến, gây thương vong cho đội hình của lữ đoàn cơ giới số 1468 của Ukraine ở gần các khu định cư Petropavlovka ở Kharkov, khu định cư Stensmakovka và Nadia ở Luhansk. Lực lượng Nga đã đẩy lùi 10 đợt phản công của các đơn vị Ukraine ở gần khu định cư Makievka. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15 tháng 5 cho biết các lực lượng Nga đang cải thiện vị trí mỗi ngày và các hoạt động quân sự mới nhất của Nga đang diễn ra theo kế hoạch. Moscow đã mở một cuộc tấn công lớn bất ngờ vào khu vực Kharkov giữa lúc Ukraine đang gặp khó khăn về vũ khí và nhân lực. Rabotino là một ngôi làng ở tiền tuyến ở vùng Zaporizhia. Chính quyền Ukraine từng coi việc kiểm soát ngôi làng chiến lược này là thành tựu chính của chiến dịch phản công vào mùa hè năm ngoái. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng mô tả Rapotino là biểu tượng của phòng thủ và kiên cường của nước này. Để giành lại Rapotino, Ukraine đã triển khai các lữ đoàn được phương Tây huấn luyện để phục vụ các hoạt động chiến lược. Theo các chuyên gia, sau khi thành trì Adipka ở Donetsk thất thủ, Kiev càng muốn giữ Rapotino để chứng minh với phương Tây về khả năng của quân đội Ukraine. Thống đốc Zaporizhia Yevgeny Balitsky thừa nhận Rabotino hiện nằm trong vùng xám, đồng nghĩa với việc quân đội Ukraine không còn kiểm soát được khu vực này. Thành phố Vopchansk nằm cách biên giới khoảng 7 km, có diện tích hơn 70 km vuông và dân số hơn 17.000 người trước khi xung đột bùng phát, là một trong những tâm điểm của kế hoạch tiến công được Moscow phát động nhằm vào tỉnh Kharkov vừa qua. Kênh Rea Dobka đưa tin Lực lượng Ukraine đang rút lui về vùng ngoại ô phía nam thành phố Volchansk và cố gắng câu giờ trước khi thất bại, trong khi quân đội Nga đang tấn công đồng thời từ ba hướng. Lực lượng Kiev gần như đã buông Volchansk sau nỗ lực phản kích cuối cùng thất bại và buộc phải rút lui về vùng ngoại ô phía nam thành phố đến sông Volchia với hy vọng có đủ thời gian tổ chức phòng thủ ở đó. Ukraine đã mất làng Staritsa và Nga tiếp tục tiến về phía Isbisky và Vavaroka. Theo hướng tấn công này, lực lượng Moscow có kế hoạch kiểm soát làng Tenovoy nhằm tước đi cơ hội tấn công Neskuchnoy của đối phương từ phía đông, từ Sereda và Zeleny. Thành công của lực lượng Moscow cũng được ghi nhận ở khu vực làng Lipsy, Ukraine rời bỏ vị trí ở bờ đông hồ chứa Chavianskoy. Tại đây, binh sĩ phòng thủ cũng đang cầu giờ, cố gắng tự vệ. Thảm họa của Kiev trên hướng Kharkov càng trở nên trầm trọng hơn do ưu thế hỏa lực liên tục của Nga và tốc độ cơ động cao cũng như lực lượng dự bị hoàn toàn không có sự phối hợp của Ukraine, gồm nhiều đơn vị khác nhau dồn về khu vực nóng nhất. Việc quân đội Nga kiểm soát Vopchansk sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của người Ukraine. Thống đốc Kharkov Ole Sinyehubov nói, Nga đang cố tình kéo giãn tiền tuyến bằng cách tấn công các hướng mới với những nhóm nhỏ. Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi vùng ngoại ô phía bắc thành phố và đạt được thành công về mặt chiến thuật ở một số nơi. Ngoài ra, giao tranh đang diễn ra ở 12 khu vực và đã lan tới khu định cư Staritsa nằm ở phía tây Vopchansk. Denis, 42 tuổi, chỉ huy một đơn vị trinh sát của quân đội Ukraine tại Vopchansk đã cung cấp hình ảnh quân đội Nga hiện diện tại thành phố này theo từng nhóm nhỏ. Đây là những hình ảnh mà các binh sĩ của Denis ghi được bằng máy bay không người lái UAV từ một địa điểm bí mật. Khi được hỏi ba người chạy trên đường phố ở Vopchansk mà UAV ghi được có phải là người Nga không, Denis cho biết đúng vậy, họ tiến vào theo nhóm 3 tới 5 người. Hình ảnh được Denis chia sẻ với Sky News cho thấy dường như có nhiều người Nga ở Vopchansk hơn. Sky News cho biết đã xác minh vị trí của hình ảnh. Denis nói đây chỉ là đợt đầu tiên họ đang thử nghiệm khả năng phòng thủ của Ukraine. Họ đang chuẩn bị pháo binh. Khi họ hoàn toàn tiến vào thị trấn, họ sẽ mang theo binh sĩ dự bị. Trước đó, viên chỉ huy này cho hay tuyến phòng thủ đầu tiên của Kharkov không tồn tại và quân đội Nga có thể tiến vào mà không gặp phải bãi mìn nào. Quân đội Ukraine được cho là đã dùng tên lửa Atak MS tập kích căn cứ không quân Benbek của Nga tại bán đảo Crimea, làm hư hại radar phòng không. Bộ Quốc phòng Nga thông báo phòng không nước này đã hạ 10 tên lửa Atak MS. Mikhail Ravojaev, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết, Ukraine đã dùng số tên lửa trên có đầu đạn chùm. Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội sau đó cho thấy một số bộ phận của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 hoặc S-400 đặt tại căn cứ Benbeck chúng đòn tập kích. Trong số này, một hệ thống dường như là radar chỉ thị mục tiêu tầm xa chính của tổ hợp S-400 là 92N6 bị phá hủy. Chưa rõ ngoài hệ thống radar nói trên, vụ tập kích có gây thiệt hại thêm gì cho căn cứ Benbeck hay không? Bất chấp Ukraine tuyên bố phá hủy máy bay quân sự Nga tại căn cứ Benbeck, chưa có hình ảnh nào chứng minh cho điều này. Truyền thông Nga cũng công bố ảnh đạn con M-74 xuất hiện trong khu vực sau vụ tập kích. Loại đạn này có trong đầu đạn chùm của tên lửa Atac MS, vốn là vũ khí phù hợp để tập kích máy bay và tổ hợp phòng không bố trí trên khu vực rộng mở, cũng như kho đạn và kho phương tiện quân sự. Trước đó, truyền thông Ukraine cũng đã công bố một đoạn video được cho là căn cứ không quân trên bốc cháy sau khi bị tập kích. Một số hình ảnh và video lan truyền trên truyền thông Ukraine cho thấy ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên tại sân bay Benbeck. Các vụ nổ xảy ra vào khoảng 1 giờ 55 phút, sau đó là những vụ nổ liên tiếp. Đợt tấn công thứ hai bắt đầu từ 2 giờ 35 phút với các vụ nổ vang lên ở Yevpatoria và quận Bakhtisarai. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào căn cứ của Nga trên bán đảo Crimea. Được biết, đây là lần thứ hai lực lượng Ukraine tấn công tên lửa vào sân bay Benbek, lần đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 1 năm nay. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào sân bay Dezhanko Crimea. Gần đây nhất, một căn cứ phòng không của Nga ở đỉnh núi Aipetri, Crimea đã bị tên lửa Ukraine tấn công, khiến một chỉ huy đơn vị thiệt mạng. Căn cứ không quân Benbeck, vốn là sân bay quốc tế nằm ở phía bắc Sevastopol, song dừng phục vụ các chuyến bay dân sự từ năm 2014. Cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine. Ukraine từ lâu coi căn cứ Benbeck là mục tiêu hàng đầu, nhiều lần tấn công cơ sở này, song dường như không đạt được kết quả. Tuy nhiên, với tên lửa Atak MS tầm xa mới nhận được từ Mỹ, Ukraine có thể tập kích căn cứ Benbeck và khiến các mục tiêu khác xa hơn trên bán đảo Crimea gặp rủi ro. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 5 tên lửa tầm xa Atak MS mà quân đội Ukraine phóng trong đêm nhằm vào Crimea. Quân đội Nga không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS do Mỹ cung cấp nhằm vào Crimea. Thống đốc thành phố Sevastopol thuộc Crimea, Mikhail Rasvojaev cho biết một số công trình và xe hơi đã bị hư hại. Ông Rasvojaev viết cụ thể rằng không có người nào bị thương, một số mục tiêu trên không đã bị bắn rơi, cầu Crimea đã bị dừng lưu thông tạm thời. Moscow gần đây thường xuyên cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa Atak MS do Mỹ cung cấp. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 10 tên lửa Atak MS trên bán đảo Crimea. Hiện chưa rõ số lượng tên lửa chính xác có liên quan vụ tấn công trên, nhưng blogger quân sự người Nga Riba cho rằng cuộc tấn công liên quan 16 tên lửa Atak MS Hồi tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel xác nhận Mỹ đã bí mật cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS ms tầm xa theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden. Thông tin này được thông báo ngay sau khi gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine được thông qua. Việc chuyển các tên lửa ATACMS ms tầm xa cho Ukraine đánh dấu sự thay đổi chính sách to lớn của chính quyền ông Biden. Thời gian qua, Washington vẫn thận trọng trong việc cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine vì lo ngại xung đột leo thang. Trong khi đó, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và các nước khác cấp cho Kiev vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu Nga. Hãng tin Reuters đưa tin, lâu năm góc cũng lo ngại việc gửi các tên lửa tầm xa này cho Ukraine có thể gây tổn hại tới khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ do làm cạn kiệt kho dự trữ của Washington. Tuy nhiên, vì Mỹ đã có thể giải quyết những lo ngại này hồi tháng 1, nên đã quyết định gửi ATAC MS tầm xa cho Ukraine. Trong khi đó, các chuyên gia lưu ý rằng việc xuất hiện đủ số lượng tên lửa ATAC MS tầm xa sẽ cho phép quân đội Ukraine làm suy yếu hệ thống hậu cần của Moscow và đe dọa nghiêm trọng các sân bay ở sân phía sau, mặc dù những tháng trì hoãn có thể đã giúp quân đội Nga có thời gian để hóa giải những nguy cơ tiềm ẩn gây ra bởi tên lửa ATAC MS mà Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, sự xuất hiện của tên lửa ATAC MS tầm xa cũng có thể gây ra mối đe dọa đáng kể đối với các kho đạn dược ở hậu phương và buộc Bộ Chỉ huy Nga phải lựa chọn giữ việc củng cố các kho đạn hiện có và phân tán hơn nữa các kho đạn trên khắp những vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát. Theo trang thông tấn về quốc phòng defenseblog.com cho biết, các lực lượng vũ trang Nga trong 30 ngày qua đã sử dụng các chiến cơ Su-57 để thực hiện việc phóng 6 tên lửa hành trình nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine được biết, các máy bay Su-57 đó cất cánh từ một căn cứ không quân gần huyện Aktubinsk thuộc tỉnh Astrakhan, Nga. Khi thực hiện nhiệm vụ, Su-57 đều được hai máy bay chiến đấu Su-35 hộ tống. Khi thực hiện những nhiệm vụ mang tính nguy hiểm, các chiến cơ Su-57 sẽ sử dụng loại tên lửa hành trình KH-69, thứ vũ khí được truyền thông Nga coi là câu trả lời của Moscow dành cho tên lửa Taurus từ Đức và Storm Shadow, Scarp từ Anh, Pháp. KH-69 là loại tên lửa được thiết kế đặc biệt cho Su-57, khi có thể chứa bên trong thân máy bay. Hiện chính quyền Nga chưa bình luận về thông tin được trang defenseblog.com đưa ra. Nhằm để chống lại quân đội Nga và khắc phục việc thiếu vũ khí của Ukraine hiện nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sebastien Lecognu gần đây đã ký quyết định gửi thêm cho Kiev lô tên lửa Aster-30 mới, loại được sử dụng cho hệ thống phòng không Samte. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp không nêu rõ Paris sẽ gửi cho Ukraine bao nhiêu tên lửa Aster-30 cũng như lịch trình bàn giao. Trước đó, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecognu chuẩn bị một gói viện trợ mới, trong đó sẽ bao gồm các khí tài cũ của Pháp nhưng vẫn có thể hoạt động. Bộ trưởng Lecognu cho biết Pháp đang xem xét cung cấp hàng trăm xe chở quân VAB cho Ukraine trong năm 2024 và đầu năm 2025. Quân đội Pháp đang dần thay thế hàng nghìn chiếc VAB hoạt động từ cuối những năm 1970 bằng thế hệ xe chở quân đa năng mới. Những chiếc xe này vẫn đang trong trạng thái có thể sử dụng được và Pháp sẽ sẵn sàng chuyển giao cho Ukraine. Vương quốc Anh cũng đang rất tích cực trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phát biểu tại một hội nghị của Hải quân Hoàng gia Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps tuyên bố việc Nga chiến thắng trong kế hoạch quân sự đặc biệt tại Ukraine là điều không thể tưởng tượng và không chấp nhận được. Đồng thời, ông Grandshaps kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev. Đầu tháng 5, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với Reuters rằng Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh viện trợ để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Moscow ngay lập tức lên án những nhận xét này và đưa ra cảnh báo về khả năng trả đũa nếu vũ khí của Anh sử dụng trong cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang theo đuổi các mục tiêu tối đa ở Ukraine, theo đó dẫn đến sự khuất phục hoàn toàn của Kiev và phương Tây. Trong một bài đăng trên trang của Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Russi, cựu cố vấn bộ trưởng của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Alexander Daniliuk nói, bất chấp bi kịch rõ ràng của tình hình này đối với Ukraine, đối với phương Tây và đặc biệt là Mỹ, hậu quả của việc Ukraine bị đánh bại sẽ không kém phần thảm khốc. Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 15 tháng 5 ở Kiev. Về đàm phán, một lần nữa đây là những quyết định do Ukraine đưa ra, không phải của Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Về cơ bản, đây là những câu hỏi mà Ukraine phải trả lời. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng, chúng tôi ủng hộ Ukraine trong các quyết định. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Ukraine có bắt đầu đàm phán chấm dứt xung đột với Nga trước cuối năm nay hay không, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Kiev nhà ngoại giao Mỹ nói, nếu Nga tỏ ra có thiện chí đàm phán, tôi chắc chắn Ukraine sẽ đáp lại. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện giờ Nga chưa sẵn sàng cho điều này. Mới đây, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Washington không thúc ép Ukraine đàm phán, chấm dứt xung đột với Nga, bởi Kiev chưa từng có vị thế đàm phán tốt. Mặt khác, bà Nuland cũng cho rằng Nga chưa đạt được mục tiêu trong kế hoạch quân sự. Theo bà, Ukraine vẫn có thể giành thắng lợi trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông ủng hộ kế hoạch của Trung Quốc nhằm giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine và Bắc Kinh hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng. Trả lời trước chuyến thăm Bắc Kinh trong tuần này, ông Putin cho rằng kế hoạch của Trung Quốc và các nguyên thủ khác được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố hồi tháng 4 đã tính đến các yếu tố đằng sau cuộc xung đột. Theo hãng tin Reuters, ông Putin nói, chúng tôi đánh giá tích cực về cách tiếp cận của Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ở Bắc Kinh, họ thực sự hiểu nguyên nhân gốc rễ và ý nghĩa địa chính trị toàn cầu của vấn đề. Theo ông Putin, các nguyên tắc bổ sung do ông tập đưa ra trong cuộc hội đàm với thủ tướng Đức Olaf Scholz gần đây là những bước đi thực tế và mang tính xây dựng nhằm phát triển ý tưởng về sự cần thiết phải vượt qua tâm lý chiến tranh lạnh. Các nguyên tắc bổ sung của ông tập kêu gọi hạ nhiệt tình hình, tạo điều kiện để thiết lập lại hòa bình, tạo sự ổn định và giảm thiểu tác động đến kinh tế thế giới. Hiện nay, sau nhiều tháng Nga tiến công chậm mà chắc, đi cùng những bước nhảy về công nghệ trong việc đối phó với vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden ngày càng lo ngại về việc Tổng thống Putin có đủ đa tiến công để thay đổi hướng đi của cuộc xung đột. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã mở cuộc tiến công mới gần thành phố Kharkov, lớn thứ hai của Ukraine, buộc Kiev phải chuyển hướng các lực lượng bị giàn mỏng để bảo vệ khu vực mà họ từng giành lại từ Moscow. Pháo và UAV mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa. Những trì hoãn trong việc cung cấp cho Kiev gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ do bất đồng trong Quốc hội Mỹ đã mở ra cơ hội cho Nga để từng bước giành lợi thế. Trong các cuộc trả lời phỏng vấn, các quan chức Mỹ đã tự tin cho rằng nhiều thành quả của Nga có thể đảo ngược khi gói hỗ trợ trên được cung cấp đầy đủ. Có thể là vào tháng 7 năm 2024 và Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tìm cách để điều thêm binh sĩ tới tiền tuyến. Trong những cuộc thảo luận kín một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden đã bày tỏ lo ngại rằng, trong khi Mỹ học hỏi được những bài học quan trọng từ xung đột và về các công nghệ, thì Nga cũng vậy. Mối lo ngại lớn nhất của họ là khi Nga thay thế được những vũ khí bị xóa sổ trong 27 tháng xung đột, thì các lực lượng của Moscow sẽ kiểm soát thêm lãnh thổ, ngay thời điểm Tổng thống Biden chuẩn bị gặp các đồng minh thân cận nhất tại cuộc họp của G7 ở Italia vào tháng tới. Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Biden có lặp lại tuyên bố mà ông đưa ra ở Phần Lan vào mùa hè năm ngoái không. Đó là Tổng thống Putin thua trong cuộc xung đột này. Một số nhà phân tích chuyên nghiên cứu về Nga không mấy bất ngờ về những bước ngoặt đang diễn ra hiện nay. Stephen Hartley, cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống George Bush, cho hay tại một hội nghị của Harvard, Nga thường khởi đầu cuộc xung đột một cách tồi tệ và kết thúc một cách mạnh mẽ. Ông Hartley cho rằng việc Moscow giành được lợi thế chiến trường không xuất phát từ một lý do đơn lẻ. Thay vào đó, nhiều bước tiến đã giúp Nga đạt được bước tiến quân sự này. Gần đây, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã gọi bước tiến của Nga gần Kharkov là mang tính quyết định. Một số chuyên gia khác thì thận trọng cho rằng, mục tiêu chiến lược thực sự của Nga trong việc giành lại lãnh thổ quanh Kharkov là buộc các lực lượng của Kiev phải di chuyển tới thành phố này để từ đó làm suy yếu tiền tuyến của Ukraine ở những nơi khác. Điều đó có thể tạo cơ hội cho một cuộc tiến công khác của Nga vào tháng 6 năm 2024 ở Donbass. Việc Nga có thể thành công hay không có lẽ phụ thuộc vào việc tuyển thêm tân binh của Ukraine để giảm bớt gánh nặng cho các lực lượng đã mệt mỏi trên chiến trường. Mỹ cũng đang cố gắng đưa ra những cố vấn về mặt kỹ thuật cho Kiev với hy vọng đối phó với những bước tiến công nghệ của Nga. Trong một vài trường hợp, Nga đã thành công đánh lừa thiết bị thu nhận GPS và nhắm vào các vũ khí của Ukraine, trong đó có tên lửa phóng từ pháo phản lực HIMARS mà Washington bắt đầu cung cấp cho Kiev năm ngoái. Những hệ thống pháo phản lực này rất khan hiếm, nhưng Nga đang ngày càng thành công trong việc theo dõi chuyển động của chúng và trong một vài trường hợp phá hủy chúng ngay cả khi chúng được ngụy trang cẩn thận. Những lợi thế trên chiến trường dĩ nhiên không kéo dài và tình hình xung đột sẽ rất khác trong thời gian tới. Tuy nhiên, có một cảm nhận ngày càng gia tăng trong chính quyền Tổng thống Biden là những tháng tới sẽ đóng vai trò then chốt, bởi đến một thời điểm nào đó, hai bên sẽ hướng tới một lệnh ngừng bắn sau quá trình đàm phán tương tự như hiệp định đình chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên hoặc đơn giản là một cuộc xung đột đóng băng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa qua tuyên bố Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự 2 tỷ đô la Mỹ dành cho các lực lượng Ukraine Khoản hỗ trợ này được Ngoại trưởng Blinken công bố trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, Dmytro Kuleba, diễn ra tại thủ đô Kiev, nhân chuyến thăm của nhà ngoại giao Mỹ tới Ukraine. Đây là một phần trong gói hỗ trợ 61 tỷ đô la Mỹ mà Washington đã thông qua cách đây vài tuần sau nhiều tháng tranh luận tại Quốc hội Mỹ. Cụ thể, 1,6 tỷ đô la Mỹ có được từ dự luật hỗ trợ bổ sung đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hồi tháng trước và 400 triệu đô la Mỹ còn lại từ khoản hỗ trợ tài chính quân sự cho nước ngoài hiện chưa được phân bổ. Ông Blinken nêu rõ, mục đích của gói hỗ trợ là cung cấp vũ khí cũng như đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở Ukraine và giúp nước này mua thiết bị quân sự từ các nước khác. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong vài tuần tới, đồng thời khẳng định Washington ủng hộ mạnh mẽ Hội nghị Hòa bình Ukraine dự kiến diễn ra trong tháng 6 tại Thụy Sĩ. Cũng theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ và Ukraine có thể sẽ ký thỏa thuận an ninh song phương trong vài tuần tới sau khi thực hiện những bước đi tích cực thúc đẩy thỏa thuận. Quan chức Mỹ kỳ vọng chuyến thăm sẽ gửi thông điệp tái cam kết hỗ trợ mạnh mẽ với đồng minh giữa lúc quân đội Ukraine đang trong tình thế khó khăn ở tiền tuyến phía đông và Nga đang mở mặt trận mới ở Kharkov. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cũng đã đưa ra bình luận về các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine trên lãnh thổ Nga. Trong đó, ông nói rằng Kiev vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công trên, nhưng quân đội Nga đang ở trạng thái cảnh giác và làm mọi việc cần thiết. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công vào trong lãnh thổ của Nga. Theo ông, chúng tôi không khuyến khích hay kích động các cuộc tấn công ra phạm vi bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Nhưng cuối cùng, Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách gửi những trang thiết bị cần thiết mà họ cần để đạt được thành công. Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nhắc lại rằng Kiev cần được cung cấp khẩn cấp 7 hệ thống phòng không và khu vực Kharkov ở phía đông bắc cũng cần thêm hai hệ thống nữa. Ông Kuleba cũng kêu gọi các nước đồng minh đẩy nhanh tốc độ bàn giao vũ khí cho Ukraine. Liên quan vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington đang tập trung cho việc chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và các biện pháp phòng không quan trọng khác tới Ukraine. Liên minh châu Âu-EU có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn hoạt động trong phạm vi khối này đối với các cơ quan truyền thông Nga bị trừng phạt. Về mặt nguyên tắc, EU đã nhất trí bổ sung 4 cơ quan truyền thông Nga vào danh sách các thực thể bị trừng phạt. Theo Russia Today, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến hãng thông tấn nhà nước Nga Rosia Novosti, các tờ báo Rossiya Gazeta và Ivestia, cùng đài tiếng nói châu Âu Voice of Europe, một trang tin tức của Séc bị EU cáo buộc thân nga. EU không nêu rõ ngay những biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng đối với các cơ quan truyền thông kể trên. Tuy nhiên, khối này đã cấm phát sóng và chặn trang web của Russia Today và Sputnik hai cơ quan truyền thông khác của Nga thuộc danh sách trừng phạt trước đây trên phạm vi toàn liên minh. Các biện pháp trừng phạt được đánh giá là một phần trong gói trừng phạt kinh tế thứ 14 của EU nhằm vào Nga. Các quan chức EU kỳ vọng sẽ đạt thỏa thuận về gói này, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng Nga và hạn chế xuất khẩu đối với hàng hóa được quân đội Nga sử dụng tại hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 6 năm nay. Trước tình hình đó, chính quyền Nga ngày 15 tháng 5 đã lên tiếng cảnh báo sẽ có những đáp trả nhanh chóng và gai gắt nhằm vào Liên minh châu Âu-EU nếu khối này hạn chế giới truyền thông Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên, nếu EU áp đặt các hạn chế đối với truyền thông Nga, thì các phóng viên phương Tây ở Nga sẽ cảm nhận được phản ứng nhanh chóng, khắc nghiệt và đau đớn từ nhà nước Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng, nếu những biện pháp này được thực hiện nhằm chống lại giới truyền thông Nga, các nhà báo Nga thì mặc dù thực tế là các phóng viên phương Tây không muốn nhưng họ cũng sẽ phải cảm nhận được các biện pháp trả đũa của chúng tôi. Theo nữ phát ngôn viên này, trước đây họ đã cảm nhận được tình yêu của chúng tôi, nhưng bây giờ họ sẽ phải cảm nhận được sự đáp trả mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ đáp trả với tốc độ cực nhanh và cực kỳ đau đớn đối với phương Tây. Bà Zakharova cũng khẳng định, bất kỳ động thái nào nhằm hạn chế bất kỳ cơ quan truyền thông nào của Nga sẽ ngay lập tức dẫn đến phản ứng ở Nga nhằm chống lại các phóng viên phương Tây. Bà Zakharova nhấn mạnh nếu chỉ một cơ quan truyền thông của Nga phải chịu những hạn chế phi lý, thì điều đó sẽ khiến các đồng nghiệp của họ ở Nga, ý tôi là các nhà báo phương Tây, hứng chịu đòn đáp trả. Quốc hội Estonia đã thông qua đề xuất cho phép sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để chi trả bồi thường thiệt hại của kế hoạch quân sự đặc biệt tại Ukraine kế hoạch sử dụng tài sản đóng băng của Nga để bồi thường thiệt hại kế hoạch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã được 2 phần 3 trong số 101 thành viên Quốc hội Estonia đã ủng hộ dự luật trên. Quốc hội Estonia cho rằng luật mới thông qua sẽ cho phép phong tỏa tài sản của các cá nhân và công ty góp phần vào các hành động bất hợp pháp của Moscow để các tài sản này được sử dụng như một khoản trả trước cho những thiệt hại gây ra đối với Kiev. Chủ sở hữu tài sản có quyền đưa việc sử dụng các tài sản của mình cho Ukraine ra trước các tòa án của Estonia. Ngoại trưởng Estonia Margot Chana nhấn mạnh, Tallinn đã tiến một bước dài hướng tới việc tạo ra một tiền lệ để châu Âu có thể làm theo. Các đại sứ của Liên minh châu Âu -EU đã nhất trí sử dụng lợi nhuận phát sinh từ các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng ở EU để dành cho Ukraine. Trước đó, lãnh đạo của khối 27 quốc gia EU đã nhất trí với kế hoạch sử dụng hàng tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine. Theo đó, số tiền sẽ được sử dụng để hỗ trợ khả năng phục hồi và phòng thủ quân sự của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đợt đầu tiên dự kiến giải ngân vào tháng 7. EU đã đóng băng khoảng 215 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga giữ trong khối như một phần của lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phương án tịch thu tiền và chuyển cho Ukraine đến nay vẫn bị loại trừ vì nguy cơ nó có thể làm dung chuyển thị trường quốc tế và làm suy yếu đồng euro. Thay vào đó, các lãnh đạo EU quyết định nhắm đến lợi nhuận phát sinh từ số tài sản này, bất chấp cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng từ điện Kremlin. Theo thỏa thuận sẽ được trình lên các bộ trưởng EU để phê duyệt, 90% tiền lãi được chuyển đến Quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu, Quỹ Trung ương dùng để chi trả vũ khí cho Ukraine, 10% còn lại được chuyển đến quỹ cơ sở Ukraine riêng của EU. Hiện khoảng 90% tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng ở EU do Tổ chức Tiền gửi quốc tế Euroclear, trụ sở tại Bỉ, nắm giữ. Các nhà ngoại giao cho biết Bỉ đã đồng ý gửi cho Ukraine toàn bộ số tiền thu được từ thuế đánh vào khối tài sản bị đóng băng kể từ khi xung đột nổ ra. Động thái này dự kiến giải phóng thêm hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm 2024. Theo hãng tin Reuters, điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm 15 tháng 5, nhiều quan chức Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng ngày càng có nhiều chủ thể nước ngoài tìm cách gây rối, đe dọa an toàn, tính minh bạch của bầu cử Mỹ. Cụ thể, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, Avril Haines cáo buộc Nga vẫn là mối đe dọa nước ngoài hàng đầu đối với cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Haines nói thêm, mục tiêu của các chủ thể này là nhằm làm sói mòn niềm tin vào giá trị dân chủ của Mỹ, cũng như làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong các vấn đề chính trị xã hội Mỹ thậm chí làm gián đoạn sự ủng hộ của các đồng minh phương Tây đối với Ukraine. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã xác định không chỉ Nga mà các nước gồm Trung Quốc, Iran, Cuba, Venezuela, các chiến binh Hồi giáo và những tin tặc nước ngoài cũng đang tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ, thậm chí là cả nền chính trị Mỹ. Ông Warner còn liệt kê một số nỗ lực tiêu biểu do các chủ thể nước ngoài can thiệp nhằm quấy rối cuộc bầu cử ở Mỹ gồm quấy rối các ứng viên, mạo danh các tổ chức chính trị Mỹ trên mạng xã hội. Các ủy ban của Quốc hội Mỹ bắt đầu xem xét báo cáo về việc những tác nhân nước ngoài, đặc biệt là Nga, tác động đến dư luận Mỹ sau khi tình báo nước này kết luận một số thực thể được Điện Kremlin hậu thuẫn đã tìm cách tăng cơ hội đắc cử cho ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hồi năm 2016. Ngay sau đó, Moscow phủ nhận cáo buộc trên. Mỹ không chỉ lo sợ những nước khác có thể làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử một tác nhân nữa mà nhân dân Mỹ cũng đang lo ngại, đó là công nghệ AI. Thông qua kết quả thăm dò dư luận chung của Ellen Brown và Trung tâm Viễn cảnh Tương lai Kỹ thuật số thuộc Đại học Ellen cho biết, 78% người Mỹ trưởng thành lo ngại việc lạm dụng công nghệ AI sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Kết quả thăm dò cho biết thêm, 73% số người được hỏi lo ngại AI sẽ được sử dụng để thao túng phương tiện truyền thông xã hội. 70% tin rằng AI sẽ được dùng để tạo ra tin giả và 62% tin rằng AI được sử dụng để thuyết phục mọi người không đi bỏ phiếu. Cũng theo Elon Paul, 69% số người được hỏi nói họ không tin hầu hết cử tri có thể phát hiện ảnh và video giả mạo. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, công nghệ AI đang đóng vai trò quan trọng đối với các hoạt động điều hành và vận động tranh cử, đồng thời làm thay đổi các chiến lược bầu cử truyền thống. Các quan chức phụ trách bầu cử của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều tích cực áp dụng AI vào việc sản xuất và đăng phát bài phát biểu, video Hình ảnh của các ứng cử viên trên các nền tảng mạng xã hội và internet. AI giúp duy trì liên tục các hoạt động tranh cử, phủ sóng rộng khắp và tiếp nhận phản ứng của cử tri một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, AI cũng hỗ trợ hiệu quả trong việc đưa ra các phân tích về nhân khẩu học, phân tích siêu dữ liệu, big data, tâm lý của khối cử tri dao động và cử tri chưa đăng ký nhằm giúp các đội ngũ phụ trách tranh cử đề ra những chiến thuật hợp lý để thu hút cử tri. Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã trải qua tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị bắn trong một vụ ám sát có động cơ chính trị vào ngày 15 tháng 5. Trước sự việc trên, Điện Kremlin lên án vụ ám sát thủ tướng Slovakia Robert Fico và chúc ông nhanh chóng bình phục. Sau khi nhà lãnh đạo quốc gia châu Âu này bị bắn, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Đương nhiên chúng tôi lên án cuộc tấn công này bằng những ngôn từ mạnh nhất có thể. Chúng tôi coi đây là chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đây thực sự là một thảm kịch lớn." Ông Peskov nói thêm, chúng tôi hy vọng ông Fico sẽ vượt qua và hồi phục sớm nhất có thể. Chúc ông ấy bình phục nhanh chóng. Ngày 15 tháng 5, chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có động thái hiếm hoi, gửi một bức điện cho Tổng thống Slovakia Juliana Kaputova về vụ nổ súng nói trên. Ông Putin bày tỏ, tôi phẫn nộ khi hay tin vụ âm mưu ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico, không có lời biện minh nào cho tội ác khủng khiếp này. Nhà lãnh đạo Nga chia sẻ, Tôi biết ông Robert Fico là một người dũng cảm và có tinh thần mạnh mẽ. Tôi rất hy vọng những phẩm chất như vậy sẽ giúp ông ấy vượt qua trong hoàn cảnh khó khăn này. Cũng trong ngày 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ nổ súng đe dọa tính mạng của Thủ tướng Fico là hành vi bạo lực khủng khiếp. Tổng thống Biden cho biết, ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden đang cầu nguyện cho Thủ tướng Fico hồi phục nhanh chóng và tâm trí của chúng tôi hướng về gia đình ông cũng như nhân dân Slovakia. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ bị sốc với vụ ám sát. Nhà lãnh đạo Pháp cực lực lên án hành động này, đồng thời khẳng định tình đoàn kết với Thủ tướng Fico, gia đình ông và nhân dân Slovakia. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, Tổng thống Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày, 16-17 tháng 5 tới Trung Quốc. Theo truyền thông Nga, chuyên cơ chờ Tổng thống Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh Quan chức cấp cao của Trung Quốc đã đón tiếp nhà lãnh đạo Nga tại sân bay. Ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga nói rằng, Trung Quốc không phải là lựa chọn ngẫu nhiên cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi đắc cử, mà là để đáp lại cử chỉ hữu nghị tương tự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm ngoái. Bộ ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng, chuyến thăm của Tổng thống Nga trùng với dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, Uông Văn Bân Bắc Kinh rất coi trọng vai trò lãnh đạo chiến lược ngoại giao của Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc hình thành quan hệ song phương. Theo điện Kremlin, trong cuộc gặp lần này, hai nguyên thủ sẽ thảo luận chi tiết mọi vấn đề về quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh, cũng như xác định các phương hướng chính để phát triển hơn nữa quan hệ Nga Trung Quốc. Ông Putin và ông Tập cũng sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất. Đồng thời sẽ ký tuyên bố chung và một số văn kiện song phương. Các nhà phân tích Trung Quốc đánh giá, việc ông Putin chọn nước này là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga lần thứ năm, không có gì đáng ngạc nhiên. Và điều đó cho thấy, Moscow rất coi trọng việc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Bắc Kinh. Họ cho rằng, dưới áp lực của phương Tây, quyết tâm hướng đông của Nga ngày càng trở nên vững chắc. Các phát biểu của nhà lãnh đạo Nga trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã trước thềm chuyến đi đã củng cố nhận định này. Theo lời ông Putin, Nga và Trung Quốc đang thúc đẩy sự thịnh vượng của cả hai quốc gia thông qua mở rộng hợp tác bình đẳng và cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực. Người đứng đầu Moscow tin Nga và Trung Quốc đã gắn bó chặt chẽ trong nhiều thế kỷ vì đường biên giới chung rộng lớn cũng như mối quan hệ văn hóa và giao lưu nhân dân chặt chẽ. Dựa trên cơ sở lợi ích chung sâu rộng, sự tin cậy sâu sắc lẫn nhau, sự ủng hộ mạnh mẽ và tình hữu nghị chân chính giữa nhân dân hai nước. Tổng thống Nga nhấn mạnh sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc về chính sách đối ngoại trên trường quốc tế đang tạo điều kiện thiết lập một trật tự thế giới đa cực công bằng, làm nền tảng cho sự thành công trong tương lai của quan hệ đối tác chiến lược song phương toàn diện. Ông lạc quan rằng các cơ chế đa phương như nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS và tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO đang đoàn kết các nước thuộc Nam bán cầu. Cuộc tấn công của Iran vừa qua đã bị đẩy lùi bởi lá chắn phòng thủ nhiều lớp của Israel cùng sự hỗ trợ từ các đồng minh, khiến hơn 99% trong tổng số hơn 100 tên lửa đạn đạo bị bắn hạ không quân Israel cho biết hệ thống Arrow phụ trách phần việc chính trong đánh chặn đợt tấn công. Thành công đó ngay lập tức khiến nhiều quốc gia quan tâm. Ông Boaz Levy, CEO của tập đoàn Israel Aerospace Industry, nhà thầu chính của dự án cho biết Mỹ là một đối tác của dự án Aero và Boeing tham gia vào khâu sản xuất. Ông Levy nói với Reuters, một số quốc gia đã tiếp cận để hỏi chúng tôi thông tin. Tôi rất lạc quan là sẽ có thêm thỏa thuận bán hệ thống Aero, nhất là sau màn thể hiện đặc biệt mà chúng tôi đã làm. Ông từ chối nêu tên các quốc gia đang quan tâm vì nay vẫn chỉ là giai đoạn đầu. Arrow là lớp trên cùng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Phối hợp với hệ thống Dome và David Sling, Arrow 2 đã được sử dụng từ nhiều năm trước để chặn tên lửa đạn đạo tầm xa. Phiên bản Arrow 3 có khả năng hạ gục tên lửa khi mục tiêu vẫn ở ngoài bầu khí quyển trái đất. Năm ngoái, với sự đồng ý của Mỹ, Israel đồng ý bán hệ thống Arrow 3 cho Đức theo thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ. Đức mua hệ thống này trong bối cảnh châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra mỗi hệ thống dome mà Israel thường dùng để đánh chặn rocket từ giải Gaza và Liban có giá khoảng 50.000 đô la Mỹ. Hệ thống Erao ở tầm khác, ông Levi cho biết, nhưng không nói con số cụ thể. Giá của hệ thống Erao ngang với các hệ thống tương tự trên thế giới, thậm chí rẻ hơn. Mỗi hệ thống có giá trên 1 triệu đô la Mỹ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel thông báo, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Erao của nước này đã đánh chặn thành công cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo của nhóm Houthi nhằm vào Israel. Đây là lần thứ 6 hệ thống phòng không của nước này đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo. Kể từ khi xảy ra xung đột tại giải Gaza, theo báo cáo, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã đánh chặn tên lửa đạn đạo trên bầu trời Eilat, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Nam Israel. Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong khả năng phòng thủ của Israel trước các mối đe dọa từ trên không. Arrow 3 là hệ thống phòng thủ tên lửa do Israel và Mỹ hợp tác phát triển sản xuất vào năm 2008. Năm 2017, hệ thống được đưa vào biên chế trong quân đội. Hệ thống được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công cũng như đánh chặn tên lửa đạn đạo, bảo vệ toàn diện các căn cứ chiến lược là phiên bản mới nhất trong dòng hệ thống phòng thủ Erao. R 3 có tính năng phát hiện và đánh chặn radar tiên tiến, cho phép nó nhắm mục tiêu và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm ẩn với độ chính xác cũng như hiệu quả chưa từng có. Lực lượng phòng vệ Israel IDF sáng 16 tháng 5 cho biết năm binh sĩ thiệt mạng trong khi giao chiến tại khu vực trại tị nạn Jabalia phía bắc giải Gaza trước đó một ngày nhưng không mô tả cụ thể tình huống. Người phát ngôn IDF sau đó xác nhận với AFP rằng đây là vụ bắn nhầm đồng đội khiến các binh sĩ thương vong. Theo Times of Israel, các binh sĩ bị thiệt mạng có độ tuổi 20 đến 22, trong đó có một sĩ quan mang hàm đại úy, đều là thành viên tiểu đoàn 202 của lữ đoàn lính dù. Điều tra sơ bộ của IDF cho thấy, xe tăng Israel phối hợp tác chiến ở trại tị nạn Jabalia đã bắn nhầm vào vị trí của nhóm lính dù vào khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 5. Xe tăng được triển khai đến khu vực tác chiến lúc dạng sáng, còn nhóm lính dù chiếm giữ một tòa nhà sau đó vài tiếng. Đến chiều tối 15 tháng 5, một nhóm lính dù khác tiến vào khu vực tác chiến, yêu cầu hai chiếc xe tăng yểm trợ họ tiến vào cùng tòa nhà. Đơn vị xe tăng phát hiện ụ súng ở cửa sổ tòa nhà mà không biết đây là vị trí phòng ngự của đồng đội. Nhận định đây là ổ phục kích của Hamas, một trong hai chiếc xe tăng đã bắn hai phát đạn pháo vào tòa nhà gây thương vong. Trước đó đầu tháng 4, Israel thừa nhận và xin lỗi vụ không kích đoàn xe cứu trợ làm nhiều người thiệt mạng, các nhân viên cứu trợ bị thiệt mạng thuộc nhiều quốc tịch trong đó có Úc, Anh, Ba Lan và một người mang hai quốc tịch Canada và Mỹ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói sẽ điều tra đến cùng vụ án bi thảm này nhưng cho rằng đây là điều vẫn xảy ra trong giao tranh. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để điều này không xảy ra nữa. Quân đội Israel cũng thừa nhận đây là sai lầm nghiêm trọng. Sau sai lầm nghiêm trọng này, quân đội Israel đã sa thải hai quan chức chịu trách nhiệm. Ngoài ra, Tenaivip cũng cho biết sẽ cho phép mở thêm các tuyến vận chuyển hàng cứu trợ tạm thời cho Gaza. Trước sự phẫn nộ ngày càng gia tăng của quốc tế và trong nước Mỹ, ông Biden đã cảnh báo sẽ đánh giá lại sự hỗ trợ của Mỹ nếu Israel không làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường. Ở diễn biến khác, vừa qua, phó phát ngôn viên Liên hợp quốc và Hàn Hắc cho biết chiếc xe bị tấn công tại Rafa gần đây khi chở hai nhân viên thuộc cơ quan an ninh Liên hợp quốc UNDSs tới bệnh viện châu Âu khiến một người thiệt mạng và một người bị thương. Sĩ quan an ninh Liên Hợp Quốc thiệt mạng là Waibab Anin Khan, công dân Ấn Độ. Truyền thông Ấn Độ cho hay Khan là một đại tá lục quân, 46 tuổi, xuất ngũ năm 2022. Ông gia nhập Liên Hợp Quốc hồi tháng 4 với vai trò là sĩ quan điều phối an ninh. Hác cho biết một xe tăng của Israel đã khai hỏa nhiều phát đạn và bắn trúng phần sau chiếc ô tô màu trắng ghi rõ dòng chữ UN tức là Liên Hợp Quốc trên thân khi nó đang trên đường tới Bệnh viện châu Âu ở Rafah thành phố miền nam giải Gaza. Video được công bố cho thấy chiếc xe nhiều khả năng đã trúng nhiều phát đạn súng máy từ xe tăng. Khi được hỏi về vụ tấn công, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã nhận thông tin từ UNDSS. IDF thông báo điều tra sơ bộ cho thấy chiếc xe bị tấn công trong vùng xảy ra xung đột. Chúng tôi không nhận được thông tin về lộ trình của chiếc xe. Chúng tôi đang xem xét tất cả chi tiết của vụ tấn công. Trong phát biểu trên truyền hình ngày 15 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan đã công khai thách thức Thủ tướng Benjamin Netanyahu về kế hoạch hậu chiến đối với giải Gaza. Ông Galan tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm cai trị quân sự lâu dài ở giải đất bị tàn phá này. Bộ trưởng Galan cho biết Israel nên hướng tới thiết lập một cơ quan cai trị Palestine không thù địch để thay thế Hamas tại Gaza. Ông chỉ trích rằng kể từ tháng 10 năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã không phản hồi đề xuất này của ông. Cuộc tranh luận nội bộ phản ánh những khác biệt lớn trong chính phủ liên minh cầm quyền của ông Netanyahu về hướng xử lý giải Gaza sau cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn 8 tháng. Trong khi một phe muốn thiết lập chính quyền thay thế Hamas, phe khác ủng hộ việc quân đội Israel duy trì quyền kiểm soát an ninh trên giải đất này. Với vai trò quyền lực đang bị lung lay, Thủ tướng Netanyahu tiếp tục kêu gọi loại bỏ Hamas mà không đưa ra giải pháp thay thế rõ ràng cho Gaza quan chức Israel kêu gọi Thủ tướng Netanyahu đưa ra quy định và tuyên bố rằng Israel sẽ không thiết lập quyền kiểm soát dân sự hay quản lý quân sự đối với giải Gaza, và giải pháp về một chính quyền thay thế cho Hamas ở giải Gaza sẽ được thực hiện ngay lập tức. Thành viên Nội các Chiến tranh Benny Gantz đã lên tiếng ủng hộ ông Galan, khẳng định rằng Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã nói lên sự thật, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo là làm điều đúng đắn cho đất nước bằng bất cứ giá nào. Cùng ngày, Reuters dẫn lời ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tuyên bố Israel cần một kế hoạch rõ ràng và cụ thể cho tương lai của giải Gaza. Ông nêu rõ chúng tôi không và sẽ không ủng hộ sự chiếm đóng của Israel. Tất nhiên chúng tôi cũng không ủng hộ việc Hamas điều hành Gaza. Nhưng chúng ta cũng không thể để tình trạng hỗn loạn tồn tại. Cùng ngày, ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã hối thúc cộng đồng quốc tế triển khai những hành động cụ thể nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở giải Gaza và khôi phục hòa bình ổn định trong khu vực. kênh truyền hình Al Jazeera News dẫn lời ngoại trưởng sokri nêu rõ cairo đã kêu gọi ngừng bắn ở gaza và hối thúc thực hiện các hành động để ngăn chặn tình trạng người palestine ở giải gaza buộc phải di rời do tác động của cuộc xung đột hiện nay người đứng đầu ngành ngoại giao ai cập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm buộc israel chấm dứt chiến tranh và cứu những người dân palestine vô tội ông cũng cảnh báo về sự tiếp diễn các hoạt động quân sự của israel ở gaza cũng như chiều hướng mở rộng xung đột sang thành phố rafah phía nam gaza đồng thời chỉ ra những hậu quả thảm khốc của giao tranh đối với tình hình nhân đạo ở giải đất ven địa Trung Hải này. Theo nhà ngoại giao Ai Cập, các chủ đề chấm dứt chiến tranh ở Gaza, hỗ trợ chính nghĩa của người Palestine và giải pháp hai nhà nước là ưu tiên hàng đầu trong những cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập đang diễn ra tại thủ đô Manama của Bahrain. Cũng trong ngày 15 tháng 5, thủ lĩnh phong trào hồi giáo Hamas, Ismail Haniyeh đã cáo buộc Israel gây ra tình trạng bế tắc hiện tại trong tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza đồng thời khẳng định những nội dung sửa đổi của Tel Aviv đối với đề xuất ngừng bắn do các nhà trung gian hòa giải đưa ra đẩy cuộc thương lượng đi vào ngõ cụt. Ông Haniye tuyên bố phản đối mọi thỏa thuận dành cho Gaza thời hậu chiến, loại bỏ vai trò của Hamas, đồng thời nhấn mạnh phong trào này vẫn giữ nguyên yêu cầu về việc thỏa thuận ngừng bắn phải dẫn đến chấm dứt chiến tranh ở vùng lãnh thổ của Palestine. Israel và tất cả đồng minh của nước này đều đang bị bất ngờ khi Ai Cập tuyên bố cùng Nam Phi khởi kiện Israel ở Toán Hình sự Quốc tế của Liên Hợp Quốc ICC với cáo buộc Israel tiến hành diệt chủng người Palestine ở giải Gaza. Mục đích của Ai Cập trong việc này được cho là giống như Nam Phi khi gây và gia tăng áp lực quốc tế để buộc Israel phải chấm dứt cuộc xung đột ở giải Gaza. Cuộc xung đột này kéo dài đến nay hơn 7 tháng và Nam Phi đã khởi kiện Israel ở ICC cách đây đã nhiều ngày. Đồng thời cả Colombia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tuyên bố ý định khởi kiện Israel tương tự nhưng mãi đến bây giờ Ai Cập mới có động thái trên cho nên bước đi này của ai cập liên quan chủ yếu đến việc phía israel bắt đầu kế hoạch tấn công vào thành phố rafah ở sát biên giới ai cập và đến việc israel khước từ mọi đề nghị quốc tế về ngừng chiến và giải quyết xung đột đối với israel động thái nói trên của ai cập là đòn dáng ngoại giao rất nặng nề và có thể gây nguy hại lớn chứ không chỉ có hiệu ứng danh nghĩa như động thái của nam phi và dự định của colombia hay thổ nhĩ kỳ ai cập ra đòn này vì lo ngại cả triệu người Palestine sẽ tràn sang Ai Cập tị nạn nếu Israel tấn công Rafah, gây nguy hiểm về an ninh và khó khăn về kinh tế, xã hội cho Ai Cập. Lý do khác nữa là Ai Cập thể hiện thái độ không hài lòng về việc vai trò trung gian hòa giải của Ai Cập cho đến nay luôn bị Israel bất chấp. Trước đó, hồi tháng 1, Nam Phi đã khởi kiện Israel lên ICJ, cáo buộc nước này phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Gaza. Trong vụ kiện của Nam Phi, ICJ đã ra phán quyết yêu cầu Israel thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn các hành động diệt chủng đối với người Palestine ở giải Gaza. Sau đó, Nam Phi lại tiếp tục đề nghị ICJ ban hành lệnh khẩn cấp đối với Israel nhằm chấm dứt nạn đói lan rộng ở giải Gaza. ICJ cũng đã yêu cầu Israel thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo viện trợ cơ bản đến được với người dân Palestine ở giải Gaza. Có thể sẽ mất nhiều năm trước khi tòa án ra phán quyết về vụ án diệt chủng. Mặc dù các phán quyết của ICJ có tính ràng buộc và không được kháng cáo, nhưng tòa án cũng không có quyền hạn để thực thi. Israel nhiều lần khẳng định nước này hành động phù hợp với luật pháp quốc tế ở Gaza. Họ gọi vụ kiện cáo buộc diệt chủng của Nam Phi là vô căn cứ và cáo buộc Pretoria đóng vai trò là cánh tay hợp pháp của Hamas. Trong phát biểu trên truyền hình mới đây, ông Yahya Sare, phát ngôn viên quân sự của Houthi cho biết, lực lượng này đã tấn công tàu khu trục mây săn của mỹ ở biển đỏ bằng một số tên lửa trên biển phù hợp ông saria cho biết houthi tấn công tàu destiny khi tàu này đang trên đường đến cảng elat của israel phát ngôn viên quân sự của houthi không nêu rõ ngày hai con tàu bị tấn công các cuộc tấn công của houthi và tàu thuyền trên biển đỏ suốt nhiều tháng qua gây gián đoạn hoạt động vận tải biển toàn cầu buộc các công ty phải chuyển đường đi của tàu hàng sang hải trình xa hơn qua miền nam châu phi đây không phải là lần đầu tiên lực lượng houthi tuyên bố tấn công tàu của hải quân mỹ Trước đó vào tháng 3, trong tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình Al Masira của Houthi, người phát ngôn quân sự Yahya Saria xác nhận, chúng tôi đã triển khai chiến dịch quân sự đầy hiệu quả, nhắm mục tiêu vào hai tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Chiến dịch này được thực hiện bằng một số tên lửa hải quân và UAV. Quan chức trên khẳng định, Houthi sẽ không ngần ngại mở rộng tấn công các mục tiêu để ủng hộ nhân dân Palestine ở giải Gaza, cũng như để đáp trả hành vi gây hấn của liên quân Mỹ-Anh đối với Yemen. Lực lượng Houthi đã liên tục mở các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ở Biển Đỏ ở biển Bab al-Mandab và vịnh Aden kể từ tháng 11 năm 2023, buộc các chủ hàng phải thay đổi hành trình và làm giấy lên lo ngại rằng xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng và gây bất ổn ở Trung Đông. Từ tháng 3, thủ lĩnh nhóm này tuyên bố mở rộng khu vực tấn công nhằm ngăn chặn các tàu có quan hệ với Israel đi qua Ấn Độ Dương tới mũi Hảo Vọng. Nhằm đáp trả lại những hành động tấn công này của lực lượng Houthi, liên quân Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu của Houthi để đáp trả hoạt động tấn công vào tàu thuyền. Trước đó, theo kênh truyền hình Al-Masira, Mỹ và Anh đã triển khai 5 cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Hodeida của Yemen. Theo đó, hai cuộc không kích đánh trúng khu vực Ras Issa ở quận Al-Salib phía bắc Hodeida, trong khi ba cuộc không kích còn lại xảy ra ở khu vực Al Jabana nằm ở phía tây thành phố. Theo cư dân địa phương, những cuộc không kích của liên quân Anh Mỹ nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa di động ở cả hai khu vực trên. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại